Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề Base với bài 8, một số Base quan trọng. Base thứ nhất là sodium hydroxide. Có công thức khoa học là NaOH và tên thông thường là sốt hay sốt ăn da. Tại sao nó lại có cái chữ sốt ăn da thì sang phần tính chất vật lý chúng ta sẽ biết nhé. Và base này thuộc loại base tan, hay còn gọi là kiềm. NaOH là một chất rắn kết tinh. Các em có thể xem sách giáo khoa trang 26 để biết tính chất vật lý của sodium hydroxide. Hút ẩm rất là mạnh, tan nhiều trong nước và khi tan tỏa nhiệt. Dung dịch NaOH có tính nhờn làm mục vải giấy và ăn mòn da. Chính vì vậy mà người ta gọi nó là sốt ăn da. Vì thế khi sử dụng dung dịch NaOH, em phải hết sức cẩn thận. Và dĩ nhiên là không thể cầm tay trực tiếp NaOH đâu nhé. Phần này các bạn đọc sách giáo khoa trang 26. Về tính chất hóa học, NaOH là một base tan là kiềm, cho nên nó có đủ các tính chất hóa học của kiềm. Các bạn sẽ tự rèn luyện phần này theo mẫu đã cho. Sodium hydroxide có rất nhiều ứng dụng trong đời sống. Nó dùng để làm xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt, sản xuất tơ nhân tạo. Trong quá trình làm sạch quặng nhôm trước khi sản xuất nhôm, chế biến dầu mỏ và rất nhiều ngành công nghiệp hóa chất khác. Vì vậy mà người ta sản xuất sodium hydroxide rất là nhiều trên thế giới. Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất là dung dịch NaCl bão hòa. Điện phân nó trong bình điện phân có vách ngăn, xảy ra phản ứng. NaCl tác dụng với nước dưới tác dụng của dòng điện một chiều và trong thùng điện phân có màng ngăn sẽ tạo thành NaOH, khí Cl2 và khí H2. Các em học thuộc phản ứng này. Loại base thứ hai là calcium hydroxide. Và phần cuối cùng chúng ta tìm hiểu là than pH. Calcium hydroxide có công thức khoa học là CaOH 2 lần. Đây là chất có rất nhiều tên gọi. Ở trạng thái bình thường, người ta hay gọi nó là vôi tôi. Dung dịch của nó được gọi là nước vôi trong. Hỗn hợp của CaOH 2 lần với nước có các tên gọi là vôi sữa hay là vôi nước. Và chất này thuộc loại base tan, tức là kiềm. Về tính chất vật lý, calcium hydroxide là chất rắn màu trắng, rất ít tan trong nước. Vì thế, khi em pha chế dung dịch calcium hydroxide, chúng ta phải lọc cái phần không tan bỏ đi. Lúc đó sẽ được một lớp trong suốt, đó chính là nước vôi trong. Còn cái hỗn hợp của calcium hydroxide với nước thì nó đục giống như sữa, nên gọi là vôi sữa. Vôi sữa chứ không phải sữa dôi nha, hay là vôi nước. Vậy chúng ta có thể kết luận calcium hydroxide CaOH 2 lần ít tan trong nước mặc dù nó thuộc nhóm kiềm. Về tính chất hóa học, các bạn sẽ luyện các tính chất hóa học này nhé. CaOH 2 lần dùng để làm gì trong đời sống? Nó là vôi cho nên người ta dùng làm vật liệu xây dựng, để khử chua đất trồng trọt, khử độc các chất thải công nghiệp, diệt trùng, nấm mốc, khử trùng chất thải sinh hoạt và xác chết động vật. Phần này các em tham khảo sách giáo khoa trang 29. Khi sử dụng một dung dịch thì người ta phải biết được độ acid hoặc độ base của một dung dịch đó. Vậy bằng cách nào để người ta biết? Người ta dùng than pH. Có hai cách để biết độ acid hoặc baser hoặc base của dung dịch. Một là dùng giấy pH
người ta chấm giấy pH vào dung dịch cần để biết độ acid hoặc base, rồi sau đó so màu với bảng màu chuẩn của thang pH. Cách thứ hai là người ta dùng máy, người ta đo nhúng vào dung dịch và đo trực tiếp trên bảng hiển thị của máy sẽ thấy chỉ số pH. Vậy những chỉ số đó sẽ cho biết điều gì? Nếu pH của dung dịch đó bé hơn 7 thì dung dịch có tính acid. pH mà bằng 7 thì dung dịch trung tính. Còn pH lớn hơn 7 thì dung dịch có tính base. Độ pH càng nhỏ thì tính acid càng mạnh. Độ pH càng lớn thì tính base càng mạnh. Và ở nhiệt độ thông thường thì thang pH chỉ từ 1 tới 14 thôi. Về nhà, các em làm bài 1.4 trang 30 và bài 3 trang 27. Ôn kỹ năng viết phương trình hóa học và giải toán hóa để chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ vào tuần 8. Thân chào tất cả các em và hẹn gặp lại ở những tiết sau.